câu hỏi mà rất vui được gặp lại các bạn trong bài số 10 của chương trình học tiếng Trung online của chúng tôi mọi người thân mến chào 300 bạn trẻ Hải Phòng. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với phần hướng dẫn viết từ mới của bài 10 với chủ đề là vấn đề chữ vấn không vấn đề khó khó mà chào đến. Chúng ta sẽ bài số 10 chủ đề là tìm người thì sẽ hỏi về địa chỉ và hỏi về số điện thoại và chúng ta sẽ bắt đầu từ mới ngày từ bây giờ mình sang khơ vào. Từ đầu tiên là văn công sự. Văn công sự là gì nhỉ? Văn công sự là văn phòng. Đầu tiên là từ văn phủ lực. Sau đó là nhất chân là gì? Từ công. Trên là bộ khẩu, dưới là bộ cúi. Chữ Nguyễn. Tôi là nhân viên văn phòng của sư Chữ Nguyễn. Anh ấy có văn phòng không? Tha zài văn công sư mà? Có từ zài, động từ zài ở biểu thị sự tồn tại. Zài có ở văn phòng không? Tha zài ban công sư mà? Hoặc là tha zài bú zài ban công sư? Anh ấy không ở văn phòng, anh ấy ở nhà. Nhà là gì nhỉ? Gia. Từ gia cấu tạo bởi hai bộ, bên trên là bộ mái nhà, bên dưới là bộ thị. Đây là có lọ đúng không? Thì có lọ. Yeah. Anh ấy đang ở nhà. Vậy thì chúng ta sẽ biểu đạt cái đang làm gì đó bằng cái gì nhỉ? Bằng cái trợ từ nợ cuối câu. Tha zài jia nè. Ví dụ. Tha zài jia nè. Vậy khi chúng ta nhìn vào một câu và chúng ta nhìn cái trợ từ nợ này ở cuối câu thì chúng ta biết được là hành động đấy đang diễn ra, đang xảy ra. Tha zài jia nè. Và có thể để nói anh ấy đang ở nhà. Chúng ta học cách viết từ ngơ nhé. Từ ngơ bên trái là bộ gì ạ? Bên trái là bộ khẩu đúng không ạ? Bên phải là bên phần đầu tiên nó gọi là bộ thi. Còn bên dưới nó gọi là bộ chủy. Ngơ. Chúng ta có tiếp từ chảo. Từ chảo này ở bài trước bài số 9 chúng ta học có nghĩa là gì? Thối lại tiền thừa, trả lại tiền thừa. Tuy nhiên trong bài hôm nay chúng ta sẽ học từ chảo với ý nghĩa là tìm. Ví dụ tìm người, chảo rắn. Tìm sách, chảo su. Từ chảo bên trái là bộ thủ.
bên phải là Vũ Quyên. Chào, xin hỏi thầy Vương có văn phòng không? Xin bên của lão sư tại ba công sư mà tôi muốn tìm ông ấy. Tôi yêu chào thơ, tôi yêu chào thơ. Ông ấy không có văn phòng, ông ấy đang ở nhà. Thầy bố tại ba công sư, thầy tại gia nè. Ông có biết nhà ông ấy ở đâu không? Thế thì ở đâu? Tức là cái từ sinh sống ấy ạ. Thì chúng ta dùng từ trụ. Trụ nghĩa là sống ở đâu, sống. Trụ bên trái là một nhân đứng, bên phải trên là một nét chấm, ở dưới là ngọc. Thế thì sống ở đâu là gì? Trụ nhỏ. Cậu có biết ông ấy sống ở đâu không? Vậy thì biết là gì nhỉ? Chư tạo. Chư tạo. Từ chư bên trái là cụ thể. Sau thì bên phải là hộ khẩu quá. Bên chữ tạo bên trái là hộ thủ. Thủ tức là cái đầu đó. Còn bên phải chính là bộ gì? Bộ quay xương đúng không? Chứ tỏ. Thế thì cậu có biết ông ấy sống ở đâu không? Nì chứ tỏ tha trụ nở mà. Nì chứ tỏ tha trụ nở mà. Tôi không biết. Cô không chứ tỏ. Cô chứ tỏ. Vậy thì khi mà chúng ta diễn đạt về địa chỉ thì trong tiếng Trung Quốc như tôi đã nói rồi, diễn đạt về địa chỉ cũng như về thời gian ấy, chúng ta sẽ diễn đạt từ cái lớn đến cái bé, tức là theo thứ tự giảm dần. Nó sẽ ngược so với tiếng Việt đúng không ạ? Thế thì chúng ta trong bài hôm nay chúng ta học là cái người chúng ta đi tìm, người ta muốn tìm để sống ở trong chung cư. Chung cư thì chúng ta sẽ phải tìm theo cái gì ạ? Đầu tiên là tìm theo tòa nhà, tìm theo cổng. Ở một cái tòa chung cư nó có rất là nhiều cổng. Chúng ta sẽ tìm theo từ tòa nhà đến cổng và đến số phòng đúng không ạ? Nào đầu tiên là từ tòa nhà là gì? Lấu. Lấu. Bên trái là bộ gì đấy ạ? Bên trái là bộ mộc. Bên phải trên là bộ vẽ, ở dưới là bộ nữ. Bên ngoài chính là bộ môn đúng không ạ? Bên trong là bộ nhật. Phòng chiên. Thế thì người ta hay ghép từ phòng chiên với từ họ hoặc là họ mở, nghĩa là gì? Số phòng. Phòng chiên họ. Chúng ta học luôn từ mở nhé. Họ hay là họ mở đều có nghĩa là số. Tôi xin viết được xóa đi ạ, để lấy chỗ viết. Nhắc lại lần nữa, nếu cảm thấy các bạn cảm thấy không theo kịp cách viết của tôi, các bạn có thể ấn pause, dừng lại để xem màn hình, xem là cách viết các từ như thế nào. Sau khi viết xong rồi, chúng ta lại ấn tiếp nút play để tiếp tục theo dõi được chưa ạ? Khẩu. Từ khẩu. Bên trên là bộ khẩu.
từ mỏ bên trái là bổ thạch, tức là tảng đá, còn bên phải bổ gì nhỉ, chính là bổ mã con ngựa đúng không? Thế thì phóng chiên hậu hoặc là phóng chiên hậu mà nghĩa là số phòng. Ở đây chúng ta ngoài cái việc là tìm số phòng ra, chúng ta còn phải tìm số điện thoại nữa. Điện thoại, điện thoại là gì? Điện thoại, điện thoại bên trái là bộ môn, còn bên phải là bộ thiệt, tức là cái lưỡi ạ. Điện thoại hậu mà vào thành số điện thoại. Thế thì khi mà muốn hỏi về số điện thoại, chúng ta sẽ nói như là nhỉ? Số điện thoại của anh là bao nhiêu? Nǐ de điện thoại hậu mà shì duòshào? Nǐ de điện thoại hậu mà shì duòshào? Hoặc là nǐ de fǎng jiān hào mà sư đô sở. Và tôi muốn nhắc nhở một chút, khi chúng ta diễn đạt số điện thoại, số phòng, chúng ta sẽ đọc từng chữ số một. Ví dụ số điện thoại 0936 355 910. Vậy thì chúng ta sẽ đọc từng chữ số một. Số 0 đọc là gì nhỉ? Rồi chúng ta sẽ đọc đi xem tiếp số 0 nhé. Không đồng là liếng. Và số 1 sẽ đọc là riêng số 1. Riêng số 1 ạ. Trong khi đọc số nhà, số phòng và số điện thoại, chúng ta sẽ đọc là giao. Đầu tiên là liếng. Bên trên là bộ cũ, tức là mưa. Từng chữ số 1, chưa? Đấy là quy định cho người Trung Quốc. Học, chúng ta học thêm một từ nữa là từ sổ chi. Không chỉ có số điện thoại bàn mà chúng ta cũng có số di động đúng không? Sổ chi. Từ sổ. Từ chi, bên trái là bộ ngọc. Bên phải là chữ chỉ đúng không? Tôi không biết số điện thoại bàn, tôi chỉ biết số điện thoại di động. 我不知道电话号码，我只知道手机号码。这样。Vậy thì đây là toàn bộ từ mới của bài số 10. Và sau đây tôi xin tổng kết lại các bộ thủ xuất hiện trong từng mới bài hôm nay. Bộ niêm, bộ chỉ,
Đây là một số bộ thủ xuất hiện trong bài số 10 từ mới bài số 10 và hy vọng rằng về nhà chúng ta sẽ tích lũy thêm từ vựng, thêm các kiến thức về các bộ thủ để có thể biết chữ được tốt hơn, ứng dụng được các từ mới trong giao tiếp thực tế. Rất vui được đồng hành với các bạn trong bài số 10 và xin hẹn lại trong các bài học tiếp theo. Chương trình học tiếng Trung online của Trung tâm Ngoại ngữ Tomato 3 trường ở Hải Phòng. Chào chị em, chào chị.